nay trời nắng rất là chiều quá, không ngày mưa nó nghỉ nè. Người nha, bây giờ là 4-5 giờ chiều rồi, mình đang có mặt ở chợ Mỹ Long nè. Mình sẽ giới thiệu mọi người đến cái quán cháo lòng ở đây nha, rất là nổi tiếng luôn. Quán ngay đầu chợ luôn nha cả nhà. Được biết cháo lòng dì đã bán đến nay là đã 27 năm. Ngày đầu tiên dì bán mỗi tô cháo chỉ 3.000 đồng. Ngày trước dịch á, thì dì mở bán mỗi ngày là từ 6 giờ chiều. Nhưng sau này dì mở bán mỗi ngày là từ 4 giờ chiều đến 7 giờ chiều. Dì cho biết sau dịch người ít ra đường hơn, khoảng 7-8 giờ tối là đã không còn ai, cho nên dì bán sớm. Mình cảm nhận ở đây nêm nếm rất đơn giản, nên nhiều người rất là thích ăn cháo lòng của dì. Bạn cũng phải đến một lần để trải nghiệm nha. Có quẩy rồi kìa. Ti ơi, Ti nãy giờ chưa đến hả? Thôi bệnh mất rồi. Thịt tiêu vô. Ủa tô bé có giá luôn hả? Có giá luôn. Đi đi ra đi, lấy 40 đi. Chờ 50 nè. Có quyết không để? Có luôn, tô nào cũng có quyết hết. Rồi, mời cả nhà dùng.